có đầu tư. Nói cũng khác, cũng không gì vậy. Số 2 giấy rồi ông tà thêm lần nữa của em đúng số 2 là dừng đó đi. Xin gửi lời chào quý vị khán giả gần xa trong ngày hôm nay ạ. Dạ thưa quý vị khán giả, thì những ngày qua thì Ngôn có làm một cái video nói về ông Tà Đen, thì cũng có xin tài lộc từ ông Tà Đen, thì cũng đã được ông Tà Đen cho hai con số tài lộc. Thì qua cái hôm đó thì có rất là nhiều quý vị khán giả gần xa nhận được cái tài lộc đến từ ông Tà Đen, cho nên ngày hôm nay nhờ Ngôn cùng với em Nhân đến để mà cúng trả lễ, cũng như là xin tài lộc một lần nữa, thử vận may coi có được con số nữa hay không. Dạ thì trong ngày hôm nay Ngôn cùng với em Nhân sẽ tiến hành đi vào miếu ông Tà Đen để mà trả lễ cũng như là xin tài lộc cho quý vị khán giả một lần nữa nha. Dạ rồi bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Ngôn cùng với em Nhân ạ. Dạ thì con Dương Cầm cũng lần đầu tiên đi theo với anh Ngôn với em Nhân để mà đi lại miếu ông Tà Đen nha. Thì nghe anh Ngôn nói là miếu ông Tà Đen này rất là linh thiêng nha quý vị. Rồi để mà xin con số thì có rất là nhiều người đã trúng số nha quý vị. Thì hôm nay thì con Dương Cầm cũng xin mời quý vị cùng đi ha. Dạ mời Phật. Tới anh sách cho anh sách anh đi vô cho. Nhà ơi, thì bây giờ xin mời quý vị khán giả mình theo chân Ngôn cũng như là đi cùng Ngôn để mà đến miếu của ông Tà Đen nha cả nhà. Hiện tại thì con đường vào miếu do là trời mưa cả nhà, khá là sình lầy luôn, cho nên nhiều bà con mình phải lội sình, giống như là Ngôn có chân cũng sình luôn. Dạ, chân sình luôn như quý vậy. Khá là bỏ xe khá xa bên ngoài cả nhà. Dạ. Nếu mà quý vị khán giả mình có ai mà hữu duyên á, có được cái tài lộc, nhận được cái tài lộc lớn từ ông Tà Đen á, thì ủng hộ vào để mà làm cái con đường cho quý vị Phật tử mình gần xa. Thì cái nơi này á cả nhà, thì nơi này cả nhà thì cũng có rất nhiều khán giả cũng như là cô bác gần đây gian ở đấy anh, và những cái địa phương khác họ cũng hay đến đây để mà cúng cũng như là xin làm ăn này kia cái thứ. Thì cái đoạn đường thì vô đây thì xịn này kia cả nhà, cho nên là họ không đi được, họ phải gành quành ra tại vì xịn đâu chạy xe lại được anh. Bây giờ hiện tại anh em anh mà còn chẳng nói nha. Bây giờ hiện tại anh em mình bỏ xe bên ngoài đó là lơ mơ hồi đi ra chiếc xe còn hai cái bánh không. Đường trơn khá trơn, đường khá là trơn luôn. Nếu mà quý vị khán giả mình có quý vị nào mà nhận được cái lọc lớn đến từ ông Tà Đen á, thì ủng hộ một hai phần để mà làm một khúc đường cũng được. Không, cái này nếu như mà ở đây em thấy đã thấy ở đây á, bên kia thì cái đường đa này, bắt cái cầu ngang này cũng được. Cũng như là làm cái cầu đa ngang ha. Thì thưa quý vị khán giả, phía trước là miếu ông Tà Đen nằm dưới một gốc cây khá là thông linh và huyền bí. Đó tới rồi đó nghe quý vị ơi. Nơi này chỉ có mình nơi miếu của ông thôi, chứ không có sự ồn ào của người dân xung quanh. Rồi thì sắp tới miếu rồi. Ngôn xin mời cái quý vị mình cùng bắt đầu xem. Một ngôi miếu rất là huyền bí quý vị ơi, rất là linh thiêng ở giữa đồng quý vị nhìn thấy đây. Đó, rất là vắng vẻ luôn, nhưng mà có một cái miếu ông Tà Đen ở đây rất là linh, thì cũng có nhiều bà con tới đó nghe quý vị, để người ta cũng cầu may vào những con số may mắn á. Hôm nay thì con cũng thay đổi không khí, cũng mời quý vị đến để mà quay một đoạn phim nói về ngôi miếu ông Tà Đen nha quý vị. Đây tới nè quý vị ơi, cũng có một số bà con đến sẵn rồi nha. Hiện tại thì Ngôn cùng với em Nhân có đi vô miếu ông Tà một lần nữa, do ngày trước á thì Ngôn cùng với em Nhân cũng có xin một cái con số để mà về tài lộc cho quý vị khán giả cũng như là quý vị gần xa.
thì trong ngày hôm đó thì khá là nhiều quý vị khán giả đã có nhận được cái tài lộc đến từ ông Tà. Thì trong ngày hôm nay với cái sự kêu gọi của quý vị khán giả là nhắn gửi Ngôn, nhờ Ngôn vô cùng với anh Nhân vô đây để mà cúng trả lễ cho ông Tà. Thì Ngôn cùng với anh Nhân trong ngày hôm nay cũng có đi vô phòng miếng để mà trả lễ. Dạ thì con Dương Cầm kính chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn ha. Thì hôm nay con hữu duyên được đi với anh Ngôn thì cũng thì vô tới miếu ông Tà. Nghe nói miếu này rất là linh nghe quý vị. Nãy chú mà đặc biệt là nãy chú này riêng của ông Tà nữa. Nãy chú khác là ông Tà không chịu ăn. Có nghĩa là mình phải cái loại chuối này ha. Loại chuối này. Với ít bánh tây nè. Hèn gì anh thấy anh để ý có nhiều quý vị khán giả người ta không biết á. Người ta đến miếu thì người ta đem cái loại chuối không có đúng như của ông Tà ha. Theo như cái phong tục ngày xưa thì lý do là sao thì mình không có gành, nhưng mà là mình thấy đa số thì bà con hay có đi cúng ông Tà, một là cá lóc nướng chui, hai là chuối, mà loại chuối này nè. Chuối đó chuối gì vậy? Chuối sim hả? Cái này chuối gì chú? Chuối sim. Chuối sim. Còn sau lưng của mình là có quý vị khán giả đến cúng chuối, nhưng mà là chuối cao mẫn nha. Chuối này như cao phì, cao mẫn gì? Cao. Mà riêng đó là giờ là cúng cá lóc cả nhà, nhưng mà riêng nói về con nhà đảo là mình cúng thà là cúng trái cây này kia, chứ mình đừng có cúng những cái loại thịt cá. Cái thứ nhất cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều, ở trong kinh Phật cũng có nói mà, phải không? Đúng rồi, giống như là mình không mình, sát sanh. Đúng rồi, mình sát sanh nhiều thì mình tội nhiều, mình sát sanh ít thì mình tội ít. Đó là gì, còn mình không cúng mình càng tội. Thì trong những cái ngày trước đó nha, thì hai anh em mình có đến xin tài lộc của ông Tà Đen nè, để cho quý vị khán giả. Thì có rất là nhiều quý vị khán giả cũng như là nhiều bà con ở xung quanh đã được nhận được cái lộc từ ông Tà Đen đó. Thì ngày hôm nay quý vị khán giả cũng nhờ Nhân trong ngày hôm nay thì xin dùm cho quý vị khán giả gần xa mình một cái con số may mắn để mà có được cái tài lộc trong ngày hôm nay hay Nhân ha. Nói riêng về mà cái vụ mà sinh số này kia á, là sinh là để trải nghiệm, để cho mình biết về cái sự linh thiêng của ông Tà thôi, chứ thật sự là không có, mình không có yêu cầu cả nhà quýnh với mọi hình thức nào đó. Chứ để sẽ có gì đó thì mình không có hoàn toàn chịu trách nhiệm với mất công lắm. Giống như là đây là một cái câu chuyện tâm linh, tâm linh về ông Tà Đen mà có thể dựng đứng quả trứng cũng như là xây cây nhang. Thì hôm bữa anh cũng thấy rồi đúng không? Đúng là rồi. Cái mặt gạch nghiêng vậy nè, chứ không phải là nó bằng phẳng thì mình không nói gì đi ha. Nhưng mà anh nhìn kỹ kìa, có thể anh đi thấy đó. Đúng rồi. Nó nghiêng một góc nè, anh nhìn kỹ đi. Đang nghiêng một góc về hướng ở đây nè. Cái nền nó nghiêng. Cái nền để ông Tà nghiêng. Chứ rất là khó để mà dựng được quả trứng. Giống như cái kiểu gì nè, anh hiểu không? Giống như là xây cái kiểu này là sợ trời mưa gió để tạt vô á. Có một cái độ nghiêng, lúc nào nhà mình cũng vậy, có cái độ nghiêng hơ để cho nước nó chảy xuống á. Nhớ không? Chứ không phải là nó bằng hết. Nó là gì? Giống như là họ thiết kế ra thì để cho lượng nước nếu mà có lỡ dột vào á thì sẽ trôi ra ngoài được, có một cái đường để mà nước trôi ra ngoài. Còn có rất là nhiều quý vị khán giả có hỏi Ngôn rằng ông Tà linh nhưng mà vì sao mà người ta đến đặt miếu thì lại để yên cho đặt. Thì xin thưa với quý vị khán giả thì hoàn toàn là không có đọc được nhiều đâu nha quý vị khán giả nha. Không hiểu gì lý do gì thì mình không biết, nhưng mà chỉ đọc được một ít phần thôi chứ hoàn toàn là không có đọc hết được. Hôm nay sửa lại hết đấy. Bữa nay sửa lại hết ha. Sửa lại đấy. Như vậy là bữa nay là ông Tà đã được sửa lại rồi. Sửa mắt mũi cũng như là tai lại. Đẹp trai hơn đúng quý vị ơi. Trong bữa nay thì nhìn ông Tà khá là ấn tượng hơn hôm bữa nha. Đẹp trai rồi, tôi không thấy đường, bữa nay cái đường đi rồi. Quý vị ơi, đây là ông Tà Đen rất là linh nha. Thầu số còn phải sợ mà ra tới đây để phá miếu đó nghe quý vị. Nhưng mà không được nha. Thì không hiểu gì sao rồi. Hôm bữa hình như đập có cái tay không phải không anh Ngô? Đúng rồi. Đọc được hai cái lam này nè.
với một phần ít của cái tay thôi chứ tay với mặt chứ không có đọc được nhiều đó quý vị cũng rất là không hiểu nguyên do gì sao đặt tới đó ngưng à chắc ông cũng làm cái gì nó sợ nó mới sợ. Chắc vậy quá. Để kính thưa quý vị, đó quý vị cũng thấy ha, thì tới đây nó cũng sợ phá, nhưng phá chỉ được chút ít thôi, nhưng mà không biết gì sao cũng ngừng nghỉ ha. Rồi mới phật hôm nay tới đây cũng hữu duyên, thì ông tà hãy cho cặp số gì may mắn đây gọi là tâm linh nghe quý vị, thì ai thấy hữu duyên thì tìm quý vị nha. Chạy đứa phút cái đi. Người vô cũng chạy. Đồ mấy tôi đằng nhắc. Ôi, này tới cũng đàn ta. Khoan, mình đừng có ấy nè, để nó vô tiếng nha. Gửi đây luôn đi. Chết rồi. Có cái nhíp ăn nữa nè. Dạ, thưa cả nhà. Thì hiện tại em Nhân đang làm lễ cúng trả lễ cho ông Tà để mình xin một cái một hai con số may mắn trong ngày hôm nay để lấy cái tài lộc cho quý vị khán giả gần xa nha. Dạ, em Nhân đang làm lễ cúng rồi quý vị. Có nhiều quý vị khán giả nha nói là em xin ba con luôn đó nha. Ba con luôn à? Có nghĩa là ba con số nói liền nhau á, thí dụ như 1, 2, 3 vậy đó. Cứ hiểu không? Em biết. Để cho tài cái tài lớn á, kêu là tài lớn á. Dạ, cứ rất là khó. Nói chung cái này thì em xin chỉ là trải nghiệm thôi nha. Chấm máy cho em đi qua cái anh Ngọc. Hả? Chấm máy cho em qua cái nha. Dạ, cả nhà, khi mà mình đến với miếu ông Tà thì mình phải thật là thành tâm mới được nha cả nhà. Như hôm trước Ngôn có, giống như là Ngôn lần đầu tiên đến á, thì Ngôn có nói những cái câu gọi là thử á, thử thì không nên. Và sau đó thì ông Tà không có cho Ngôn số luôn nha cả nhà. Mình dựng hoàn toàn không đứng luôn. Khi mà mình đến với ông Tà Đen á thì mình phải thật là thành tâm và thành kính ông, giống như là một lần là muốn xin một cái con số may mắn á thì ông mới cho, còn mà mình thử là ông sẽ biết liền và ông không cho nha cả nhà. Bà thấy đâu mà lụm lại. Rồi giờ mình sẽ xin ha. Con xin điện trước miếng. Thì em cho anh hỏi sao mình có dùng chút miếng đó là mình có cái điều gì đó em, cũng như là cái tục lệ hay sao em? Không, cái này thì em nghe ông bà nói thôi. Với bà con ta nói thôi. Là ngày xưa kiểu như ông Tà bị tâm con xin phép là bị bỏ độc này kia đó à, mình cúng là mình phải dùng trước miếng trong tinh đó vậy ha. Ồ, một phần giống như là đồ cúng là mình phải dùng trước một miếng như vậy rồi đặng lấy cái niềm tin, cái niềm tin ha. Một phần và vẫn như mọi khi nha cả nhà. Thì ngày hôm nay mình cũng sẽ không có xài cái bảng số của người dân địa phương
mình sẽ viết ra những con số ở trên nền gạch, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu xin nha cả nhà. Còn người dân địa phương thì họ sẽ có một cái tấm gạch như vậy, ghi sẵn từ 00 đến 99, và dựng đứng ở đâu thì sẽ có con số ở đó. Còn với cái cách xin của em Nhân thì khác, hơi khác một chút. Phải nói là cách của em là đặc biệt. Rất là khó, nếu mà linh thật sự mới đứng được, chứ còn mà không linh thì hoàn toàn là không đứng được đâu. Đứng chứng là một điều khó rồi, mà còn xây thêm cái nhang nữa lại là một cái câu chuyện khó. Rất là khó, màu nhiệm mà rất linh thiêng mới được, đúng không anh Ngô? Đúng rồi. Hôm bữa khán giả có nói nha, có nghĩa là mình bắt đầu sinh á, thì mình để cái nhang vào cái chấm đỏ vào con số 0 á nha. Yeah. Hôm bữa là mình để cái nhang xuống, mình để đại, rồi ổng sẽ quay. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ để cái nhang, cái chấm màu đỏ là cái đầu lửa là ngay con số 0. Bây giờ em Nhân sẽ bắt đầu làm như thế nha. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi ha. Thì chuyện chi cũng vậy, mình phải thành tâm như em Nhân nghe quý vị. Mưa Phật. Giờ mình sẽ xin thử nha nha. Đó là quả trứng. Nếu mà linh thì quả trứng sẽ đứng. Còn ông mà không linh, ông không cho, thì quả trứng sẽ dựng, cả nào dựng thì cũng sẽ không thể đứng được. Dạ, yeah, đúng rồi. Đại là không đứng à. Đó, rất là khó đứng nha quý vị. Không phải đâu. À, vậy thì kính thưa ông Tà ơi, hôm nay con hữu duyên tới, mong mong cho cặp số may mắn ông ơi. Có thể là bây giờ là ông chưa cho nó nghe cả nhà. Ừ. Trong người lúc trước em cũng nói rồi, là cái trứng mà kêu gọi là cái trứng đậu con á. Bởi vì thành ra là mình đi là mình mua là ba trứng, là chỉ là mình hên xui á, hên xui trong cái trứng á. Có nghĩa là trong những quả trứng của mình thì sẽ có một hai trứng là sẽ không đậu con đó cả nhà, thì sẽ không linh bằng, không có linh nghiệm bằng cái trứng mà đã đậu con nha cả nhà. Đừng đứng nữa nào. Ông chưa về. Dạ thưa cả nhà, ngày hôm nay thì Ngô. Rồi đứng rồi kìa quý vị ơi. Ôi Mưa Phật nghe quả trứng này mà đứng rồi dữ lắm nha quý vị ơi. Giờ ông Tài hiển linh nữa nghe. Rất là khó, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình được. Không thể tin được luôn á. Dạ, tại vì cái này là Ngôn có đi một lần rồi, Ngôn cũng đã từng chứng kiến cảnh này rồi, cho nên khi mà quả trứng đứng thì Ngôn sẽ quý vị Ngôn sẽ không có bất ngờ bằng. Dạ, có nghĩa là khi mà ông đã về rồi, ông về ngự tại đây và ông chứng kiến cho mình thì mình mới có thể dựng đứng quả trứng được. Thì có nghĩa là một chút nữa thì quả trứng cũng sẽ đứng thôi nha cả nhà. Hôm bữa nguy gì á? Hôm bữa lần đầu sinh thì mình cũng rất là khó để mà để cái nhang lên. Khi mà quả trứng đã đứng được rồi á cả nhà, thì em Nhân sẽ tiến hành để cây nhang lên và cây nhang sẽ quay, giống như là có một cái về mặt tâm linh đó, thì có một cái sự điều khiển. Có nhiều quý vị khán giả nói với Ngôn là do trong trong nơi này có nhiều gió, cho nên cây nhang sẽ trong này đâu gió được, nhưng mà đây là hai cây đèn cầy nè cả nhà. Thì quý vị khán giả mình cứ nhìn vào cái đầu lửa, cái ngọn lửa của hai cái đèn cầy á, thì sẽ biết được là gió nó có cỡ nào như thế nha.
thì gió cũng như bình thường thôi, chứ không có phải là mạnh đến nỗi mà thổi được cây nhang đâu nha. Nếu mà có gió mạnh thì nó sẽ bị tắt hai đèn cầy này trước rồi quý vị. Này hơi là khó, hơi là khó, xin ông hơi khó. Hôm trước Ngôn với Nhân đến thì chỉ có hai đôi ba lần thì ông đã cho số rồi. Có rất là nhiều quý vị khán giả trong ngày hôm đó đã nhận được tài lộc đến từ ông, nhưng mà liên tục là 2-3 ngày liền luôn nha cả nhà. Kỳ ta. Có thể là ông chưa cho nha. Chưa đúng thời cơ. Chưa đúng giờ ông cho. Đến một cái giờ nào quyết định của ông thì tự khắc là quả trứng sẽ đứng thôi. Tại vì Ngôn cứ rất là tin về ông tài đen này. Nếu mà quý vị mình cảm thấy về phần quả trứng đứng á, thì mình có thể dựng tại nhà mình á, rồi mình lấy một quả trứng ra mình để cho nó đứng thử coi. Nếu mà đứng được thì chứng tỏ là đây là một cái câu chuyện bình thường thôi. Còn nếu mà mình dựng mà không đứng được á, thì về mặt tâm linh đây chứng tỏ đây là một cái câu chuyện khá là tâm linh. Có thể đổi trứng đó nha. Đúng. Trứng này đã đứng nè. Có nghĩa là quả trứng nào đứng thì mình bắt đầu dựng quả trứng đó lên ha. Dựng mà cái nơi bằng phẳng như vậy nè. Ừ. Đó, nó đứng là gọi là đúng. Còn nhưng mà ở nhà thì như người ta đặt trên những cái nơi mà nó có cái lỗ nhỏ ở trong hay gì đó. Ừ. Nó cũng sẽ đứng. Những cái nơi mà ví dụ như chứ là xi măng mà người ta cán ra mà nó không có cái đường láng. Chúng máy dùng ngoài này dơm được rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông hiển linh ông cho quý vị khán giả gần xa trong ngày hôm nay 1-2 con số may mắn nha ông Tài nha. Dạ Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ông Tài ơi, hiển linh ông Tài ơi, về đi ông Tài ơi. Không có Tài. Thử đơn thôi. Khá là khó đó nha quý vị khán giả ơi. Không phải là đơn giản mà mình có thể dựng quả trứng đứng được đâu. Hồi nãy thì quả trứng đã đứng rồi. Tuy nhiên vừa để nhang lên thì giống như là ông không đồng ý cho. Thì quả trứng cùng với cây nhang sẽ rớt xuống một lượt một. Còn nếu ông đã đồng ý cho thì cây nhang sẽ bắt đầu quay trên quả trứng đứng. Xung quanh luôn thì cũng có khá là nhiều cô chú đang đứng xem. Đuối. Thành tâm đi ngay. Dạ. Rất là hồi hộp chờ đợi quả trứng đứng. Đổi. Không có gì chơi nè mọi người. Chắc là hồi hộp. Tại vì ngày trước luôn đến đây thì chỉ trong vòng khoảng đôi ba phút là quả trứng đã đứng rồi. Nhưng ngày hôm nay thì hơi căng thẳng. Wow. Mưa Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ông hiển linh ông cho số ông ơi. Đây nha quý vị khán giả. Ở sau lưng Ngôn thì có rất là nhiều nhìn đứa thuốc anh. Còn điều đặc biệt yếu cho anh nữa kìa, anh nhìn nó cho anh kìa. Anh thấy
cái tàn ta làm cái gì mà không có ấy luôn, không rớt luôn, không đụng luôn, nó dài như vậy mà còn không rớt. Chứng tỏ ông đang là hiển linh là bây giờ ông đã cho quả trứng bứng rồi, bắt đầu xe nhanh nhé. Cái chai rượu hôm nay rồi. Không đụng. Rồi bắt đầu xin đi nha. Hiện tại, nếu thật sự ngày hôm nay anh em con tới đây có đủ nhân viên, không sự cảm thấy nhanh nhất rồi. Cho con xin một con số đầu tiên. Con sẽ thật mạnh nha. Nếu thật sự ông ta có linh thiêng, hãy xin một vòng cho con xin con số đầu tiên. Nói ông cục hả? Cục luôn á. Số 2 giấy rồi ông ta thêm lần nữa của em. Đúng số 2 là dừng đó đi. Rồi vậy là số 2 rồi đó. Bây giờ là số 1 chứ số 2. Số 1 số 2 ngã luôn kìa. Số 1 chứ số 2 là như là 21 12 đi. Ông chỉ cho hai con thôi. Nhưng mà số 1 số 2 đó ngã xuống luôn đó. Thử ngã hai xuống lên đi. Nãy quay máy anh quay bắt kịp không? Nhưng mà anh có bắt kịp. Số 1 chứ số 2 ông gật đầu xong rồi là ông ngã chính liền. Nhưng mà số 2 trước rồi mới tới số 1 đúng không nha? Đó. Anh mình tính xin ba số. Để hai tay tính đây. Coi như là 21 với 12. Nhưng mà còn tài lớn á, tài lớn thì mình chưa biết. Khá là linh thiêng cả nhà ơi. Sau khi mà ông tài vừa cho số xong á thì chỉ hai con số thôi. Ông không cho số tài lớn lọc lớn như cả nhà. Ông chỉ cho hai số thôi. Thì 2 và 1. Rồi cái nhang bắt đầu cụm xuống. Bây giờ nếu mà có thể thì xin một số tài lớn là 3 số liên tục đó nghe nha. Không cho nữa. Cái đầu mình cũng khó đứng mà nhìn cấp sao nhìn dễ. Có nghĩa là ông đã có mặt rồi. Cho nên mình để qua chứng minh đính liền. Nhưng mà ông không cho nữa. Dạ. Thưa quý vị. Ông về ở đây đó. Nãy chưa về. Chưa về tới còn nãy mà ruộng. Thì mình cũng cố gắng lắm nha quý vị. Để mà xin cho quý vị khán giả mình một con số tài lộc lớn. Thì ông Linh Thiên thì cho quay vòng nữa như nãy nữa đúng không? Có nghĩa là xin 3 con. Nhưng mà hiện tại thì mình xin 3 con không được như thế nha. Mình chỉ xin được 2 con thôi, là số 2 và số 1 thôi. Còn đặt lên một đụng nữa thì ông sẽ đứng ở vị trí là số 0. Vậy rồi, còn cái việc của quý vị khán giả mình hữu duyên thì ai nghĩ ra số nào thì mình cứ làm theo số đó nha. Vậy rồi, thì cái bài học hồi nãy là cái từ cái này nè, từ cái này qua đây luôn nè. Dạ đúng rồi. Từ số 0. Từ số 0 cho tới số 2. Cái sao em xác nhận là thành từ số 0 dòng số 0 lên số 1. Ba con số. Có nghĩa là quý vị khán giả mình cứ hữu duyên mà tự tìm đến cái con số mà ông tà đen trong ngày hôm nay đã giả định cho mình nha. Dạ, thì đó là cái tài lộc mà mỗi quý vị khi mà hữu duyên với ông tà thì sẽ nhận được nha. Còn về phần trả lễ thì có gì thì Ngôn sẽ gửi cái số điện thoại của em nhân lên ở trên cái video này luôn, để cho quý vị khán giả nào mà sau khi nhận được cái tài lộc đến từ ông ta mà cũng muốn nhờ em nhân đến để mà cúng trả lễ thì cứ gọi trực tiếp cho em nhân nha. Rồi bây giờ em nhân đang cố gắng làm một lần nữa, xin ông ta một lần nữa để mà cố gắng xin được con số tài lộc lớn trong ngày hôm nay.
rất là khó để mà làm lại được một lần nữa. Rồi vậy là ông tài chỉ cho vậy đó em ơi. Rồi như vậy là mình đã lên hàng đứng ba lần mình ngã xuống không? Cấp nãy là cái nhang về số hai chưa? Số hai, số một, hai một rồi tới không. Rồi sau là xin xác nhận là ba đứng bữa nay rồi xong cái nữa ngã xuống này. Ngày ngày trước là mình nhận được lọc không anh? Trước là không có đánh, có ông kia đánh nhận lọc không kịp ha. Không kịp. Dạ. Nhưng mà bà con xung quanh chắc chúng lớn ha anh ha. Không biết mấy người kia, cái ông mới giữ bò chung thì không có chúng. Dạ. Có nghĩa là chú, cái chú giữ bò hôm bữa thì cũng nhận được cái tài lộc đến từ ông Tà Đen luôn. Chúng mà không được gan. Thịt của Hà Nội luôn đi không thịt. Ra hai lô Hà Nội. Dạ bây giờ thì là đầu lô luôn, tôi mấy phần gì vệ sinh 43. Qua bữa sau sổ thêm đài, bữa sau sổ thêm. Bữa đó là mình được con số là 3443, hai số. Bữa đó mà gan quánh đủ nó trúng trúng mình luôn. Trúng mà ngày không có gió gần này. Ông Tà thì cái chịu cho đó là cái con số tượng trưng như vậy thôi nha quý vị khán giả. Thêm qua ngày sau ngày nữa. Ba lần luôn. Dạ thì kính thưa quý vị nha. Hôm nay thì ông Tà cũng có hiển linh và cũng cho con số từ lúc đầu là 1221 thì luôn cũng xin phép được kết thúc video và hy vọng cả hôm nay cái trò chống nhân dân này chim bao được quá quý vị khán giả chúng ta trong ngày hôm nay cũng sẽ có được cái con số may mắn về lại giống nha. Luôn nãy cái bà đây là xin ngủ nãy cái giống không xin giống anh bà kia nó xin 35 xong rồi thằng nhỏ có nhỏ xíu vô giúp số kêu cái tiền tài xong rồi với từ số với số vô trong chỗ cái giờ không hả? Vậy rồi thôi thì đứng thấy có đồng hơn về được không rồi ngô xin 35 rồi về xin 21 nữa nhân xin được kết thúc video ở nãy thì xin 35 rồi hy vọng rằng quý vị khán giả cần xa về hôm nay sẽ nhận 21 con số may mắn đến từ ông tài đây nha. Phải vâng rồi quá là chúng bây giờ ngô xin chào và hẹn gặp lại không chúng có chờ chúng. Dạ thì kính thưa quý vị, nãy giờ em Nhân thì cũng có diễn chứng và cũng sinh thì ông Tà cũng hiển linh, nhang thì quay vòng vòng. Mà đèn cầy thì quý vị cũng thấy đó, vẫn y nghe. Trứng gà mà muốn diễn chứng lên rất là khó nha quý vị. Dạ. Nếu mà gió tới gió nhang, ngã, nhang nó quay ngã liền gió là hướng như là cây nhang sẽ đáp ngã. Xoay hướng một, gió nếu gió thì... Đúng rồi, cái hướng gió xoay ngang thì nằm vậy thôi chứ đâu có sao đẩy cái nhang đi được. Bởi vì... Rồi với lại nếu mà gió mà nó đẩy thì phải ngã luôn cái trứng gà đúng không sư huynh? Ngã cho nhang, cái quạt gió có cái gió là ngã liền. Gió hướng nào nó đẩy nó không? Sư huynh là ở ở đây mình thả bò ở đây hay gì? Thả bò ở đây. Gì hả? Bò mày đó quay bài bò đi đưa lên dạ thì quý vị nãy giờ thì em Nhân cũng đã làm cho quý vị xem được cái hiển linh của ông Tà rồi ha. Vấn đề cây nhang quay trứng thì gạch nè quý vị cũng thấy rõ ràng nè mà xây lên được đó là nó chuyện là rất là hiên hữu nha quý vị, nên quý vị cũng tùy cái duyên nha. Nãy giờ thì con cũng thấy rồi thì tùy quý vị nhìn ra được con số gì thì mình đánh do ông Tà đã cho quý vị nha. Dạ rồi thì tới đây con cũng xin kết thúc video. Dạ mời chị Đà Phật.